chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 22 giờ ngày 18 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội thi bí thư chi bộ giỏi trong Công an tỉnh Lào Cai năm 2023. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch Sapa giảm giá. Nhọc nhằn cuộc sống bệnh nhân chạy thận mùa nắng nóng. Trong phần tin trong nước và quốc tế, mạo danh nhân viên điện lực để lừa đảo khách hàng. Số lượng người vượt biên trái phép vào Mỹ giảm mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 5, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023. 20 thí sinh tham gia hội thi là bí thư các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, bí thư chi bộ công an các xã phường thị trấn. Các thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi tự giới thiệu, vấn đáp và thuyết trình. Nội dung thi tập trung vào điều lệ đảng, nghị quyết đại hội 13 của đảng, các quy định hướng dẫn của Ban Bí Thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về công tác xây dựng đảng. Hội thi nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác đảng và khả năng điều hành xử lý tình huống trong thực tế cho Bí Thư tri bộ, tri ủy viên và cấp ủy viên cơ sở. Đây cũng là dịp để các thí sinh giao lưu, học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 18 tháng 5, Sở Tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại thành phố Lào Cai. Trong thời gian một ngày, các hòa giải viên được tiếp thu những quy định chung của pháp luật về công tác hòa giải cơ sở, kỹ năng cơ bản của hòa giải viên cơ sở, hòa giải các sự việc mâu thuẫn về hôn nhân gia đình về nhà đất và trong sinh hoạt cộng đồng các hòa giải viên còn trực tiếp tham gia thực hành đóng vai xử lý các tình huống hòa giải thực tế tại địa phương thực hành viết biên bản hòa giải các kỹ năng nghiệp vụ được tập huấn sẽ giúp cho các hòa giải viên cơ sở nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở góp phần tạo sự đoàn kết trong cộng đồng ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật Xã Nghĩa Đô huyện Bảo Yên đang tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông nông thôn. Những con đường mới mở đã tạo điều kiện thuận lợi để địa phương khơi dậy tiềm năng lợi thế, nâng cao thu nhập hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm nay. Con đường từ thôn Nạm Cầm tới thác Vắng Kheo xã Nghĩa Đô được mở mới với chiều rộng 7m dài 1,1km. Để có tuyến đường này, cấp ủy chính quyền, xã và ban công tác mặt trận thôn đã nỗ lực tuyên truyền vận động người dân tự nguyện hiến đất làm đường. Đồng thuận với chủ trương làm đường, gia đình ông Cổ Kim Vệ đã tự nguyện hiến 2.450m2 đất sản xuất trên 2.000 cây quế 3 năm tuổi để làm đường. Bản thân ông cũng là người tích cực đi tuyên truyền vận động các hộ dân trong thôn hiến đất làm đường. Mở mới một con đường từ Nậm Cầm đến Thác Vàng Kheo thì cái cơ bản là phục vụ cho bà con đi lại nó thuận tiện hơn. Về sau này mình trồng được tất cả các cái cây cối rồi là sắn xiếc thì mình vận chuyển nó đỡ phải vất vả. Đến tận từng hộ dân vận động hiến đất làm đường, trên tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng, đồng thời giải thích về lợi ích của chủ trương này tới mọi người dân. Năm 2022, người dân xã Nghĩa Đô đã đóng góp ủng hộ được trên 3,1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhân dân hiến hơn 52.000 m2 đất, xã đã đạt 12 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tuyên truyền hoạt động, ấy thì mọi dân thì đều đồng tình ủng hộ rất cao. Đấy, cho nên là về này cho nên là bây giờ thì đường đang thi công, Đấy, gần đâu bây là mới được thông tuyến. dân hiến đất thì không bao giờ không một hộ nào đòi hỏi. tập trung về phát triển mạnh về cái du lịch cộng đồng tại địa phương. trong cái du lịch cộng đồng thì chúng tôi cũng phát huy cái chỉ đạo bà con dân là phục dựng lại một số cái trò chơi dân gian để mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc thu hút du khách về với địa phương. Với sự đồng thuận chung sức của người dân, mạng lưới giao thông trên địa bàn xã Nghĩa Đô của huyện Bảo Yên từng bước được hoàn thiện. Những con đường mở mới giúp cho việc đi lại của người dân thuận tiện, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho bà con. Đây là tiền đề quan trọng để xã Nghĩa Đô phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao trong năm nay. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 176 vụ vi phạm về kinh doanh hàng hóa với tổng giá trị xử lý là 2,2 tỷ đồng. Trong đó, các lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính gần 1,1 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm là 1 tỷ 131 triệu đồng. Các vụ vi phạm về kinh doanh hàng hóa chủ yếu là buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái. Theo đánh giá, thời gian qua, lưu lượng vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp tỉnh đã chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo 389 xác định rõ địa bàn trọng điểm để tăng cường kiểm tra kiểm soát, chú trọng kiểm tra xử lý vi phạm các mặt hàng liên quan đến nhu yếu phẩm, thời trang, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị vật tư y tế, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng. Hiện đang là mùa bóc vỏ quế đợt 1 của năm, nhưng người trồng quế kém vui vì giá thu mua vỏ quế giảm. Nguyên nhân là đầu ra sản phẩm đang có dấu hiệu bị nghẽn Hiện vỏ quế tươi loại đẹp giá thu mua bình quân từ 22,5 đến 24.000 đồng 1 kg. Quế trẻ khô loại 1 47 đến 50.000 đồng 1 kg. Quế ống sáo 80 đến 83.000 đồng 1 kg. Mức giá này của mỗi loại đều giảm từ 5 đến 7.000 đồng 1 kg so với cùng kỳ. Giá thu mua quế giảm nguyên nhân là do việc xuất khẩu ngành hàng quế hiện đang có dấu hiệu bị nghẽn. Thêm nữa, việc chậm thanh toán tiền hàng của đối tác khiến các doanh nghiệp hợp tác xã cơ sở sản xuất và chế biến quế ở tỉnh thiếu vốn quay vòng để thu mua sản phẩm cho các hộ trồng quế. Hơn 70 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, vận tải trên địa bàn thị xã Sapa đang áp dụng các chương trình khuyến mãi lên tới 50%. Đây là hoạt động kích cầu thiết thực hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa. Theo đó, Sun World Fast Bank Region giảm với mức 120.000 đồng trên một vé cho khách trong nước và quốc tế nói chung, không áp dụng vào thứ Bảy Chủ nhật. Với du khách từ các tỉnh thành Tây Bắc như Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Hòa Bình và mở rộng Phú Thọ, Vĩnh Phúc, ưu đãi giá vé chỉ còn 300.000 đồng trên một người. Nhiều khách sạn lớn trong đó có Hotel de la Coupe Gallery khuyến mãi giá phòng, giá ẩm thực từ 12 đến 30% vào từng thời điểm. Các hãng xe cũng mang đến ưu đãi riêng như miễn phí vé cho trẻ em dưới 12 tuổi, giảm giá vé cho đoàn 12 khách trở lên từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần. Mới đầu hè, song Lào Cai đã ghi nhận những ngày nắng nóng đỉnh điểm, có thời điểm nhiệt độ lên đến trên 40 độ C. Ngay cả với những người khỏe mạnh cũng cảm thấy mệt mỏi. Với những cư dân ở xóm chạy thận, cái nắng thiêu đốt đầu hè khiến cuộc sống của họ càng thêm phần nhọc nhằn, vất vả. Căn trọ chưa đầy 12 mét vuông là nơi sinh sống của 5 người, trong đó có hai bệnh nhân chạy thận. Phòng trọ được ngăn đôi, cái nắng nóng càng làm cho không gian trở nên chật trội, bí bách. Tuy vậy đây là giải pháp duy nhất để tiết kiệm chi phí. Những bệnh nhân nghèo cố gắng đương tựa vào nhau để sống và điều trị bệnh. 4 năm mình đã bị tai biến một lần, bây giờ lại tai biến tiếp lần hai, phải nằm được một chỗ thế này thì phải gọi con lên và giúp đỡ mẹ thôi cả gia đình coi như một gia đình ở đây luôn rồi. Sáu bệnh nhân chạy thận khác đang trú ngụ dưới những mái lều siêu vẹo này. Bệnh tật, mất sức lao động, họ xin ở nhờ những lán bỏ không trên đồi cao trong thời gian điều trị bệnh. Dưới cái nóng gay gắt, những cơn đau đớn vì bệnh tật khiến cuộc sống của họ càng thêm ngột ngạt. Trước mới bệnh, con cái còn có tiền cho tiền thuê phòng trọ ở, ốm lâu quá rồi, các con cũng khổ lắm. Xin ở nhờ trên này chỉ mất mấy chục tiền điện nước thôi, lại có đất nuôi thêm con gà, trồng thêm tí rau để bán lấy tiền chữa bệnh. Để thuận tiện điều trị bệnh, những xóm chạy thận đã được mọc lên xung quanh Bệnh viện Đa Khoa tỉnh. Hơn 6 năm nay, gần 50 người bệnh ở xóm chạy thận nhận được nhiều sự hỗ trợ của các mạnh thường quân thông qua câu lạc bộ Trái tim nhân ái Lào Cai. Những ngày này, để người bệnh có sức chống chọi với thời tiết, bệnh tật, nhu yếu phẩm hỗ trợ cũng được linh hoạt thay đổi bệnh nhân chạy thận này không giống như những cái bệnh nhân khác mà người ta phải ăn theo một cái chế độ đặc biệt theo cái tiêu chuẩn của y bác sĩ căn dặn vì vậy nên là tôi vẫn cứ phải thay đổi những cái quà tặng đã là giúp đỡ những cái bệnh nhân nghèo thì mình cũng phải nên quan tâm đến cái sức khỏe của người ta ăn gì để duy trì được cái sức khỏe bệnh nhân suy thận thì sức đề kháng rất là kém tổ công tác xã hội cũng kêu gọi và kết nối với các mạnh thường quân để hỗ trợ thêm cho bệnh nhân chạy thận về những cái suất ăn vào 3 buổi là 357. Bác sĩ cũng kê thêm những cái dịch truyền hoặc là những cái chất dinh dưỡng để bổ sung thêm nhằm cái tăng sức đề kháng cho bệnh nhân. Mang trong mình nỗi đau bệnh tật, những bệnh nhân xóm chạy thận vẫn đang nỗ lực vượt qua khó khăn để níu giữ sự sống và họ rất cần sự quan tâm sẻ chia giúp đỡ của cộng đồng để có thêm điều kiện sống tốt hơn, được tiếp thêm động lực, niềm tin chiến thắng bệnh tật. Tiếp tục chương trình lan tỏa phong trào những viên gạch hồng hỗ trợ nhà ở cho hội viên nông dân nghèo. Lớp học yoga bia tại Đan Mạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc thông tin trong ngày 16 và 17 tháng 5, đơn vị đã nhận được phản ánh của khách hàng về đối tượng có hành vi lừa đảo làm ảnh hưởng đến uy tín ngành điện. Qua hai số điện thoại 076 5607 491 và 0768 721 825, các đối tượng mạo danh nhân viên của tổng công ty thông báo khách hàng sẽ bị cắt điện trong vòng 2 giờ nữa hoặc 2 giờ nữa hợp đồng điện bị cắt tính từ thời điểm khách hàng nhận được cuộc gọi báo khách hàng đang vi phạm ở một hợp đồng khác mà khách hàng không trực tiếp thực hiện. Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đề nghị khách hàng nêu cao tinh thần cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, khuyến nghị khách hàng khi nhận được các cuộc gọi nghi lừa đảo thì cần liên hệ ngay đến tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc 19006769 để được hỗ trợ. Ngày hội thanh niên công nhân sẽ diễn ra tại 6 tỉnh thành phố từ nay đến tháng 11 năm 2023, thu hút khoảng 50.000 lượt thanh niên công nhân tham gia. Mỗi ngày hội tại các tỉnh thành sẽ gồm nhiều hoạt động thiết thực hấp dẫn, đêm nhạc thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực, hỗ trợ giảm giá khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, giải bóng đá nam thanh niên công nhân Cup Red Bull, cuộc thi tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân thông qua chương trình ngày hội nhằm tạo môi trường giao lưu, sân chơi vui, khỏe, bổ ích, tiếp thêm năng lượng cho các thanh niên công nhân hăng say lao động. Ngày 20-21 tháng 5, ngày hội đầu tiên sẽ diễn ra tại khu công nghiệp Điện Nam, tỉnh Quảng Nam. Xuất phát từ ý tưởng, một viên gạch hồng chống lại cả mùa đông băng giá, trong những năm bác Bôn Ba tìm đường cứu nước Hội nông dân các cấp ở Nghệ An đã phát động phong trào những viên gạch hồng, kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và các nhà hảo tâm cùng chung sức ủng hộ nông dân nghèo xây dựng sửa chữa nhà ở. Gia đình anh Nguyễn Xuân Mạnh là hộ đặc biệt khó khăn ở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Được các hội viên nông dân ủng hộ gạch, các đoàn thể anh em bà con trong xóm ủng hộ ngày công xây dựng, ngôi nhà của gia đình anh đã được hoàn thiện. Bên nông dân có hỗ trợ cho được một ván hai gạch thì thì để đỡ gạch hai năm sau gia đình làm được cái nhà thì để cho gia đình bớt khổ hơn. Xã Phúc Thọ huyện Nghi Lộc là địa phương đầu tiên của tỉnh Nghệ An phát động phong trào những viên gạch hồng từ năm 2014. Các hội viên đóng góp ít nhất 10 000 đồng hoặc 5 viên gạch, cán bộ hội ủng hộ một ngày lương để mua gạch giúp đỡ hội viên nghèo sửa chữa, xây dựng nhà ở. Với cách làm đó, đến nay, hội đã giúp được 12 gia đình trên địa bàn xây dựng nhà ở. Hội là uh, ủng hộ tiền và um, mua gạch để như vậy, để gia đình tích góp sau này có thể là xây dựng nhà hoặc là hội uh, có thể gửi tiết kiệm đó rồi sau khi gia đình có điều kiện để xây nhà thì lấy cả gốc cả lại vào cuối năm thì ban thường vụ hội nông dân huyện đã tiến hành tập kết gạch kinh phí vận động tiến hành khảo sát để lựa chọn đối tượng là các hộ gia đình hội viên nông dân nghèo trên địa bàn chưa có nhà ở hoặc là nhà ở rột nát đang có nhu cầu làm nhà để hỗ trợ xây dựng nhà ở Phong trào những viên gạch hồng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ hội viên nông dân trong tỉnh Nghệ An trong 3 năm từ năm 2023 đến năm 2025, hội đăng ký vận động đạt hơn 4 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực hỗ trợ hội viên nghèo, tạo điều kiện để bà con có máy ấm, thêm niềm tin, điểm tựa để vươn lên chiến thắng đói nghèo. Vốn là một loại cây mọc hoang, cỏ lau giờ đây lại trở thành mặt hàng trang trí rất đắt khách. Nhờ thế, nhiều người có thể kiếm cả chục triệu đồng mỗi tháng từ cỏ lau. Sau khi thu hoạch cây cỏ lau, người ta sẽ bán trực tiếp hoặc sấy khô, ép rồi mới đi tiêu thụ. Hoa cỏ lau khô có vẻ bề ngoài đơn giản nhưng lại phù hợp với nhiều không gian nhà hiện đại cũng như theo phong cách bohemian. Cũng chính bởi vậy, nhiều người thường mua bông cỏ lau khô về để trang trí. Giá của loại này trung bình từ 170 đến 300 nghìn đồng một bó tùy kích cỡ. Nhu cầu dùng cỏ lau trang trí cao nên ngày càng nhiều người mở rộng vườn trồng cỏ lau. Chuyển sang tin thời sự quốc tế, giới chức Iran và Nga đã ký 10 văn bản hợp tác trong ngành công nghiệp dầu mỏ trong cuộc gặp ở thủ đô Tehran. Các thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ giúp đẩy mạnh giao thương giữa hai nước trong thời gian tới. Hãng tin Sana trực thuộc Bộ Dầu Mỏ Iran cho biết, các văn kiện vừa được ký kết bao gồm 6 bản ghi nhớ, hai hợp đồng, một thỏa thuận và một lộ trình liên quan đến hợp tác về công nghiệp, chuyển giao công nghệ và tăng cường thu hồi dầu dự kiến các thỏa thuận vừa được ký sẽ sớm được triển khai ngoài ra một số nguồn tin khác cho biết hai nước cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán về hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng và sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch song phương trước đó cùng ngày văn phòng tổng thống iran cho biết hai nước đã ký hợp đồng xây dựng tuyến đường sắt nội địa iran để hoàn thành tuyến vận tải quốc tế kết nối nam á với bắc âu Số lượng người vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ liên tục giảm mạnh trong những ngày gần đây, sau khi Washington dỡ bỏ điều khoản 42 về quản lý biên giới. Số vụ vượt biên trái phép bị lực lượng tuần tra biên giới Mỹ phát hiện hàng ngày đang giảm dần và hiện ở mức 4.000 người trên ngày. Con số này chỉ bằng 40% so với thời điểm trước ngày 12 tháng 5, khi số lượng người vượt biên trái phép vào Mỹ luôn ở mức khoảng 10.000 người trên ngày. Ngoài việc giảm được số lượng người nhập cư trái phép, trong thời gian qua, chính quyền Mỹ cũng đã cho hồi hương hoặc đưa đến Mexico hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp trước đó đến từ Cuba, Venezuela và Haiti. Yoga kết hợp với bia là một ý tưởng sáng tạo tại lớp học ngoài trời ở Copenhagen, Đan Mạch. Tại lớp học độc đáo này, người tham gia sẽ phải học cách vừa thực hiện các động tác yoga truyền thống, vừa nhấm nháp bia. Lớp học yoga bia ngoài trời thu hút khá đông người tham gia tại Copenhagen. Những gương mặt hạnh phúc khi vừa được tập luyện vừa được thưởng thức những ngụm bia óng ánh giúp giải tỏa cơn khát. Với những học viên tại lớp học đặc biệt này, đồ uống có cồn giúp họ thả lỏng và thư giãn. Lớp học yoga bia tại Đan Mạch kéo dài khoảng 1 giờ, khởi động với các tư thế nhẹ nhàng và kéo giãn như động tác chào mặt trời. Yoga bia được cho là bắt nguồn từ Mỹ vào khoảng năm 2015 sau đó đã lan rộng ra toàn cầu đến Đức, Mexico, Australia, Thái Lan. Tổng thống Philippines vừa phê duyệt kế hoạch phát triển du lịch quốc gia giai đoạn 2023-2028 do Bộ Du lịch nước này đệ trình. Kế hoạch nhằm giải quyết các thách thức phát triển ngành du lịch Philippines hướng tới mục tiêu đưa Philippines trở thành một cường quốc du lịch ở châu Á. Kế hoạch gồm 7 mục tiêu chiến lược là cải thiện cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận du lịch, gồm việc xây dựng những con đường chất lượng hơn hướng tới mọi điểm đến du lịch, số hóa du lịch và kết nối toàn diện, tăng cường trải nghiệm du lịch tổng thể, bình đẳng hóa phát triển và xúc tiến sản phẩm du lịch, đa dạng hóa danh mục đầu tư du lịch thông qua du lịch đa chiều, khai thác tối đa du lịch trong nước và quốc tế, tăng cường quản trị du lịch thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan ở cấp quốc gia và địa phương. Bảo tàng ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ non nước ngũ hành sơn tại Đà Nẵng vừa đưa vào hoạt động. Bảo tàng trưng bày hơn 200 hiện vật, lưu giữ các giá trị văn hóa về làng nghề đá non nước nổi tiếng ở Đà Nẵng tồn tại đã gần 400 năm, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Những hình ảnh về bảo tàng điêu khắc đá tại Đà Nẵng sẽ có trong một góc nhìn cuộc sống mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. quý vị và các bạn thân mến hình ảnh về góc nhìn cuộc sống đã khép lại chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình lào cai cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn